Thưa quý vị, thưa các bạn, để góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất trong bối cảnh thị trường tiêu thụ vẫn còn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 từ hơn 2 năm qua, cũng như sự căng thẳng về chính trị trên thế giới hiện nay, năm 2022, Bộ Công Thương tiếp tục đồng hành cùng các địa phương trong việc nâng cao năng lực xúc tiến thương mại qua kênh thương mại điện tử nhằm hỗ trợ phát triển thị trường ở cả trong nước và quốc tế cho các sản phẩm nông sản có thế mạnh ở các địa phương trên cả nước. Trong thời gian qua, Bộ Công Thương đã chỉ đạo Cục Xúc tiến Thương mại hợp tác chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan, mở rộng cả kênh phân phối truyền thống và hiện đại, tích cực củng cố và phát triển thị trường trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu thông qua các hình thức xúc tiến thương mại khác nhau, được tổ chức thường xuyên, liên tục. Những hội nghị kết nối giao thương, hội chợ triển lãm trực tuyến và trực tiếp tạo ra hàng ngàn kết nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam và các nhà nhập khẩu nước ngoài tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm và tiềm năng, góp phần thiết thực tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu, duy trì ổn định kinh tế trong bối cảnh đại dịch. Trong thời gian gần đây thì Bộ Công Thương cũng đã cố gắng là thu hút cũng như là kéo toàn bộ hệ thống thương vụ tham tán Việt Nam ở nước ngoài vào cuộc cùng với lại các tổ chức xúc tiến nước ngoài tại Việt Nam trong việc là kết nối tiêu thụ sản phẩm với các nhà phân phối, các nhà nhập khẩu nước ngoài ở trên thị trường sở tại của Việt Nam cũng như là thị trường nước ngoài. Và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ hoàn thiện để hình thành cái mô hình chuỗi giá trị trong nông sản. Trong các hoạt động kết nối, hỗ trợ tiêu thụ mặt hàng nông sản, Bộ Công Thương đã chủ trì và phối hợp với các bộ ban ngành địa phương triển khai tổ chức nhiều hội nghị kết nối cung cầu, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản qua kênh thương mại điện tử, hỗ trợ một số địa phương tổ chức hội chợ sản phẩm OCOP, chủ động làm việc với hệ thống phân phối lớn về việc hỗ trợ, tạo điều kiện xây dựng các mô hình sản xuất nông sản theo chuỗi để cung cấp trong hệ thống bán lẻ của mình. Các hoạt động kết nối, hỗ trợ tiêu thụ nông sản qua kênh thương mại điện tử được đánh giá là rất thành công, tạo nên mối liên hệ giữa các nhà phân phối, kinh doanh nông sản trong và ngoài nước với các nhà sản xuất, bà con nông dân trở nên gắn kết theo quy mô ngày càng tăng từ một vài tỉnh, mở rộng nhiều tỉnh, từ một vùng phát triển thành liên kết vùng, đã tạo thuận lợi và điều kiện cho việc tiêu thụ nông sản, đặc sản được dễ dàng hơn. Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tổ chức một cái hội nghị hỗ trợ các cái doanh nghiệp kết nối thương mại điện tử và hướng dẫn doanh nghiệp để có những cái thông tin về các cái hoạt động trên các sàn thương mại điện tử. Trong đó có sàn thương mại điện tử của tỉnh Quảng Ninh và các cái sàn thương mại như là Vỏ Sò, Tiki và Shopee. Và đây một hội nghị sẽ giúp cho doanh nghiệp được nâng cao về cái kế hoạch sản xuất và năng lực sản xuất, cũng như là giúp cho doanh nghiệp sẽ có những cái tiếp cận mới, nhìn nhận mới và để nâng cao uy tín các sản phẩm của mình. Theo Bộ Công Thương nhận định, mùa vụ năm 2022, ngoài các mặt hàng nông sản chủ lực như là xoài, mận của Sơn La, nhãn Hưng Yên, thì tiêu thụ vải thiều và các nông sản của Hải Dương và Bắc Giang có nhiều tín hiệu tốt. Tuy nhiên, thị trường xuất khẩu và đặc biệt là Trung Quốc còn diễn biến khó lường. Do vậy, các địa phương cần có cái nhìn tổng thể để có cách làm hiệu quả trong tiêu thụ, chủ động ứng dụng công nghệ số và thương mại điện tử trong các hoạt động xúc tiến thương mại, để gia tăng hiệu quả hoạt động kết nối cung cầu giữa địa phương với các doanh nghiệp, các nhà phân phối bán lẻ, tăng cường dự báo thị trường để hỗ trợ định hướng cho sản xuất và xuất khẩu. Từ năm 2020, cái dịch bệnh COVID nó làm ảnh hưởng rất nhiều đến nền kinh tế của Việt Nam. Nó cũng ảnh hưởng đến rất nhiều cái việc xuất khẩu nông sản của người dân Việt Nam. Thì nhưng mà nó cũng thay đổi khá là nhiều về cái nhu cầu mua sắm, cái mục đích mua sắm. Thì khách hàng họ chuyển từ mua sắm trực tiếp sang mua sắm online rất là nhiều. Thì tới đây công ty Inkasachi Việt Nam cũng đã định hướng một cái kế hoạch mới, đó là phát triển thêm vùng nguyên liệu, trồng mới và sản xuất các sản phẩm từ cây sa chi để đưa tới tận tay người tiêu dùng, và cũng áp dụng các trang thương mại điện tử, các trang mạng xã hội để phát triển kênh bán hàng online. Để phát huy tối đa lợi thế của việc nâng cao năng lực xúc tiến thương mại, các mặt hàng nông sản qua kênh thương mại điện tử, các địa phương cần tập trung rà soát quy hoạch, xây dựng định hướng chiến lược xác định vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, nông nghiệp xanh, quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị,
trong đó chú trọng vai trò của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp thu mua, xuất khẩu nông sản, thực hiện tốt việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói, thực hiện chuẩn hóa chất lượng nông sản theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp. Thực hiện cái sự lãnh đạo của tỉnh ủy là vấn đề chuyển đổi số, thì Hội Nông dân tỉnh Thái Bình đã đưa những thông tin sản phẩm của nông dân lên sàn thương mại điện tử. Đây là một cái kênh mới nhằm giúp nông dân có những cái cung cấp những thông tin cho những cái doanh nghiệp, những người cần mua trên khắp đất nước này. Từ đó tạo ra một cái kênh mới để tiêu thụ sản phẩm. Khi chương trình này thực hiện được để đưa cái thông tin nông sản lên sàn thương mại điện tử thì người nông dân có rất là nhiều cái lợi ích. Đó là kết nối trực tiếp được những doanh nghiệp, những người cần mua bán một cách rất là nhanh chóng. Để các mặt hàng nông sản, đặc sản các vùng miền của Việt Nam ngày càng có chỗ đứng vững vàng trên thị trường nội địa cũng như xuất khẩu, Bộ Công Thương đã khuyến nghị việc phát triển chế biến sâu để đa dạng hóa sản phẩm và gia tăng giá trị cho các mặt hàng nông sản, nâng cao khả năng đáp ứng các quy định tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội, môi trường, xây dựng đi đôi với phát triển và bảo vệ thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế là những bước đi có tính chiến lược cần tiếp tục có sự nỗ lực bền bỉ của các địa phương cũng như sự chung tay của các bộ ngành. Thời gian vừa qua, Bộ Công Thương đã tích cực phối hợp với các bộ ngành địa phương, các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước để phát triển thị trường. Và trong các giải pháp này, Bộ Công Thương hết sức chú trọng về hoạt động giao thương, kết nối cung cầu, chủ động đưa các sản phẩm của Việt Nam vào hệ thống phân phối nội địa và quốc tế, gắn kết việc tạo nguồn hàng ổn định thông qua các chương trình của chính phủ, của các bộ ngành, trong đó có Bộ Công Thương, để thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển theo quy mô lớn nhằm đem lại lợi ích cho người sản xuất và tiêu dùng. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ cùng đồng hành với các địa phương đẩy mạnh hoạt động kết nối, xúc tiến tiêu thụ nông sản mùa vụ ở cả thị trường trong nước và thị trường quốc tế, lấy thị trường trong nước làm nền tảng, phát triển xuất khẩu theo hướng bền vững. Với chủ trương đa dạng hóa các hình thức tiêu thụ, Bộ Công Thương đã và sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan, mở rộng cả kênh phân phối truyền thống và hiện đại, chú trọng khai thác các kênh trực tuyến, thương mại điện tử cho các mặt hàng nông sản của Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.